Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video tuần ngày hôm nay. Hiện tại thì đang có mặt tại nhà máy Villa Moto Đồng Vàng ở khu nghiệp Bắc Giang. Và ngày hôm nay thì chính là một cái ngày mà chuẩn bị ra mắt những cái sản phẩm xe đằng sau tôi. Đây là một cái sản phẩm mới nhất của nhà máy ô tô Đồng Vàng với cái tải trọng là 8 tấn, thùng dài lên đến 6m2. Và không để mọi người chờ đợi lâu nữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ngay xem đây là sản phẩm xe gì và được trang bị những cái tính năng như thế nào. Mời mọi người theo dõi video của tôi ngày hôm nay nhé. Và cái sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta đó là sản phẩm với cái tên thương mại là Dongfeng Đồng Vàng D8. Một cái tên nó hơi dài một chút thì tôi xin phép cắt nghĩa một chút. Sản phẩm xe tải 8 tấn này, Dongfeng có nghĩa là toàn bộ 100% linh kiện của chiếc xe này sẽ được nhà máy Villa Moto Đồng Vàng nhập khẩu 100% linh kiện từ bên Dongfeng. Chính vì thế mà con này nó có thể nói là nó có một cái độ chất lượng lắp ráp, một cái độ đồng bộ rất là cao ở trong cái phân khúc xe tải 8 tấn này. Rất là hiếm chiếc xe nào có được một cái độ nhập khẩu lên đến là 100% như cái sản phẩm xe này. Nó chỉ được có nội địa hóa, thứ nhất là về phần ắc quy, thứ hai là lốp và thứ ba là phần thùng. Chỉ duy nhất ba cái phần đó là sẽ được nội địa hóa tại nhà máy Villa Moto Đồng Vàng. Còn đâu 100% linh kiện sẽ là nhập khẩu từ phía Dongfeng. Đó, còn D8 thì là một cái tên thương mại của xe thôi. Chúng ta hiểu nôm na nó là Đồng Vàng 8 tấn thì ký hiệu viết tắt là D8. Đó, còn Đồng Vàng thì đơn giản thôi. Đồng Vàng có nghĩa là sản xuất và lắp ráp tại nhà máy ô tô Đồng Vàng. Đó là cắt nghĩa một chút về cái sản phẩm Dongfeng Đồng Vàng D8. Và ngay bây giờ, không để mọi người chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đi khám phá từng chi tiết, từng bộ phận cũng như là những option có trên cái sản phẩm xe tải Đồng Vàng D8 này. Chúng ta sẽ đi theo thứ tự từng phần. Trước tiên là cabin, sau đó là hộp số động cơ và cuối cùng đó là về cái phần chassis. Tại vì là cái phiên bản xe này thì đến cái thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa đưa ra được cái phiên bản thùng 6m2. Hôm nay chỉ có đó là phiên bản chassis thôi. Và cũng có một cái lợi thế là phiên bản chassis này thì chúng ta sẽ quay được rất là nhiều những cái chi tiết mà khi mà đóng thùng chúng ta sẽ không nhìn được. Đầu tiên nói đến cái phần cabin nhá. Đối với cả những dòng xe tải ấy, thì theo quan điểm của tôi thì tôi sẽ không quan trọng về thiết kế về cabin như thế nào cả. Ý tôi nói là vẻ bề ngoài. Tôi chỉ quan tâm đến những cái độ rộng rãi, độ thoải mái và những cái tính năng trang bị trên option thôi. Nhưng mà đối với cả cái sản phẩm xe tải Dongfeng Đồng Vàng D8 này, tôi xin phép gọi tắt là Đồng Vàng D8 nhá, chứ còn nói cả tên thì nó hơi dài. Đồng Vàng D8 này thì nó sở hữu một cái thiết kế cabin có thể nói là khá là đẹp ở trong cái phân khúc xe tải 8 tấn, nhưng mà được thiết kế nó rất là trau chuốt, từng chi tiết rất là nhỏ thôi, nó đều được trang trí rất là tỉ mỉ. Đây là cái logo của nhà máy ô tô Đồng Vàng này. Đó, chữ V biểu hiện là của Villa Moto. Bên trên đây thì cũng là thương hiệu của Đồng Vàng. Đó, còn phía bên này sẽ là dòng chữ Euro 5. Euro 5 thì chính là cái khí xả của xe. Hiện tại đã được đặt công nghệ khí xả là Euro 5 rồi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có cái cụm đèn nó khá nổi trội với hệ thống đèn nét. Đèn nét thì hình dung đây giống như là một cái mí của chiếc mắt vậy. Nó khi mà vào ban ngày hoặc là ban đêm chúng ta bật lên thì cái phần đầu này nó sẽ có một cái cảm giác là nó nổi trội hơn rất là nhiều. Đó, phía bên dưới này là ba lò sốc. Ba lò sốc thì đã được làm 100% là bằng kim loại rồi, rất là chắc chắn. Nhìn tổng thể thì cabin đầu vuông dạng lật này nó vô cùng là khỏe khoắn và thể thao. Về hệ thống gương ở trên cái cabin này thì tôi thấy là đây là một cái hệ thống gương có thể nói là có cái tầm nhìn và tầm quan sát khá là ổn. Hiện tại thì đây chiếc xe này nó chưa được đóng thùng lên, thì khi ngồi lên trên khoang cabin chúng ta cũng có thể là quan sát được tất cả các chi tiết. Từ lốp phía sau này, phía bên trên ba lò sốc này, thậm chí là lốp bên cạnh này chúng ta cũng có thể là nhìn rõ. Chính vì thế mà khi mà chúng ta lái xe cảm giác cái tầm nhìn của chúng ta nó vô cùng là rộng, hầu như là không có một điểm nào gọi là điểm mù nữa. Đấy, lái xe rất là an toàn. Đây chính là chiều rộng của cabin, thì mọi người có thể thấy không, nó vô cùng rộng. Nếu mà một chiếc xe tải bình thường thì nó sẽ không có một cái cabin nó rộng như này đâu. Nhưng ở cái chiếc xe tải Đồng Vàng D8 này thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc giường phụ ở phía đằng sau nữa. Đó, cabin này gọi là cabin kép, có giường ngủ ở phía đằng sau, thì chúng ta có thể là luân phiên nhau nghỉ khi mà chạy ở những cái quãng đường dài. Chúng ta có thể là thay nhau để mà nghỉ ngơi thì cũng có thêm nhiều sức khỏe để mà có thể là lái được xe nó an toàn hơn. Đó, phía đây, ngăn cắt từ phía này đây, nó vào khoảng tầm 80 phân. Thì cái phần diện tích này nó chính là cái phần giường nằm ở phía đằng sau. Thì lát nữa lên trên khoang cabin tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cái phần này sau. Đây thì giới thiệu trước thôi. Tiếp theo đó là cái về cái phần trái tim của cái sản phẩm xe này và cái phần hệ thống truyền moment từ cái động cơ xuống cái phần cầu sau. Thì chúng ta đến với cái phần động cơ thì chúng ta sẽ được trang bị một cái động cơ, đây là động cơ U-Chai. Một cái động cơ nó quá là quen thuộc rồi và quá là nổi tiếng và thương hiệu ở đây rồi. Động cơ U-Chai này thì nó đang có cái dung tích xi lanh là 3.76 gần 3.8.
đạt cái công suất tối đa lên đến là 160 PS tại vòng tua khoảng từ 1.400 đến 1.600. Và mô men xoắn tối đa của con này hiện tại nó lên đến là 550 Newton trên mét. Nên là với cái tải 8 tấn thì cái động cơ, hộp số và cái phần hệ thống truyền lực này nó hoàn toàn có thể là đáp ứng được. Thậm chí là chúng ta có thể là chở tải từ 12 đến 13 tấn thì chiếc xe này nó có thể là hoàn toàn đáp ứng được, nếu như mà trong cái trường hợp mà chúng ta đóng thùng đạt tiêu chuẩn. Mọi người có thể nhìn qua về cái phần động cơ này, cái phần cục vàng vàng đây là toàn bộ cái phần hệ thống động cơ của nó. Nó rất là to, rất là khỏe, dung tích lên đến là 3.8. Và cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó là về cái phần mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này. Đấy, đây là một chiếc xe 8 tấn ở trong một cái phân khúc là xe tải nặng rồi, nhưng nó sở hữu một cái mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng ấn tượng. Với 100 km nó chỉ tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 9.5 lít dầu. Đây là một cái mức tiêu thụ vô cùng bất ngờ khi mà tôi được nhà máy công bố. Thì sau khi mà đọc qua tài liệu ấy thì tôi cũng có được một vài cái lý giải đơn giản như sau. Thứ nhất là con này nó sử dụng một cái công nghệ phun nhiên liệu khá là hiện đại, công nghệ phun dầu common rail với bơm để tăng được cái áp suất dầu khi mà vào trong cái dung tích xi nhan, dẫn đến là nhiên liệu của nó sẽ được phun tơi hơn. Và đặc biệt ở đây, điều đáng nói ở đây đó là hệ thống kim phun của cái phần động cơ này nó cũng rất là đặc biệt. Hệ thống kim phun có đến 9 lỗ để mà phun. Với những cái chiếc xe thông thường chúng ta chỉ có tầm khoảng từ 4 đến 6 lỗ là cùng thôi. Nhưng ở chiếc xe này thì kim phun, một chiếc kim phun nó sẽ có 9 lỗ để mà phun. Dẫn đến là toàn bộ cái phần hệ thống nhiên liệu khi mà cung cấp vào trong lòng xi lanh ấy, nó sẽ được bơm, được phun một cách rất là đều. Cái công suất mà đốt cháy nhiên liệu ấy nó là 100%, hầu như là không có dư. Dẫn đến là toàn bộ cái phần nhiên liệu nó phun vào thì 100% nó đều sản sinh ra moment và công suất. Nên là nó sẽ đạt được cái mức tiêu hao nhiên liệu tối đa. Nó đặc biệt là ở chỗ là kim phun nó là 9 lỗ, nó khác hoàn toàn so với cả những cái dòng xe, những cái động cơ khác cùng phân khúc nhá. Đó, động cơ 3.8 cùng phân khúc. Nói lan man thêm một chút nữa là với cái sản phẩm xe tải tầm 8 tấn mà thùng trên 6 mét thì chúng ta có một cái dòng sản phẩm nó cũng khá là thương hiệu trên thị trường, đó là Hyundai X8. Thì đây là một cái dòng mà xe Hyundai thì thường được nổi tiếng với cái thương hiệu đó là khỏe, vượt tải tốt. Nhưng trên cái động cơ của Hyundai đấy thì nó cũng chỉ được trang bị cái khối động cơ nó rơi vào khoảng tầm 2.8cc thôi. Moment xoắn tối đa thì nó chỉ đạt khoảng tầm 300 Newton. Có nghĩa là chiếc xe tải đồng vàng D8 này nó đang có cái moment xoắn tối đa nó gấp gần 2 lần, 500 chia 300, nó gấp đến gần 2 lần so với cả sản phẩm Hyundai X8. Nhưng mà thay vào đó thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái động cơ U-Drive này nó lại khá là thấp. Nếu mà so sánh với cả chiếc Hyundai X8 cùng phân khúc đó thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của con này thậm chí nó còn có cái khả năng nó thấp hơn một chút đó. Còn đối với cả cái phần động cơ là về cái phần hộp số này thì cái hộp số này nó quá là quen thuộc rồi. Một cái hộp số mà được lắp trên rất là những cái dòng xe thương hiệu như là FAW này, Sinochak này, Hyundai Bird này, đó là những cái dòng xe mà đều sử dụng chung cái khối hộp số như này đó. Và đặc biệt là động cơ hộp số này thì chính vì nó được dùng quá nhiều trên những cái dòng sản phẩm xe thương hiệu nên là cái thời lượng mà để bảo hành bảo dưỡng của cái phần hộp số và động cơ này nó cũng rất là tốt. Về hộp số và động cơ thì hiện tại đang được nhà máy cam kết bảo hành lên đến 5 năm hoặc là 150.000 km, tùy theo cái thời điểm nào đến trước hoặc sau thì sẽ ngừng bảo hành tại thời điểm đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xuống cái phần sassis và cái phần hệ thống cầu phía sau. Đến với sassis thì một chiếc xe tải 8 tấn thì đương nhiên là chúng ta sẽ không thể nào mà trang bị một cái sassis nhỏ và mỏng rồi. Sassis của đồng vàng D8 thì cực kỳ to và dài bản. Với cái chiều rộng tiết diện của cái phần sassis này nó lên đến là 23.5 phân, gần 24 phân. Đó, nó rất là dày để làm sao có thể là đảm bảo để mà cõng được thêm cái phần tải trọng là 8 tấn hoặc thậm chí là vượt tải lên 12-13 tấn đều rất là vô tư. Thì ngoài cái phần sassis ra thì nó cũng phải liên quan đến cái phần cầu và cái phần hệ thống nhíp ở phía đằng sau này thì nó mới có thể là đủ tiêu chuẩn để mà chịu được cái lượng tải trọng nó lớn như vậy. Thì hệ thống nhíp ở đây nó sẽ là nhíp 2 tầng và đặc biệt là với cái tải trọng mà của xe lên đến là 8 tấn chở vượt tải lên đến hơn 10 tấn thì chúng ta không thể trang bị một cái hệ thống nhíp bình thường được. Hệ thống nhíp của xe là hệ thống nhíp 2 tầng với tổng cộng là 17 lá nhíp. Đó. Và mọi người có thể nhìn sơ qua thì mọi người sẽ thấy là hệ thống treo sau này nó hơi đặc biệt một chút, nó đã được cắt bỏ đi cái phần ti thủy lực. Bởi vì sao? Bởi vì là một chiếc xe tải nặng như này thì hầu như là không có một cái hệ thống ti thủy lực nào nó có thể là đáp ứng nhanh và đủ được yêu cầu dập tắt tác động. Về cái phần cầu thì mọi người có thể thấy đây là một cái
cầu xe, cầu đúc nguyên khối nhá, và cực kỳ to. Đó. Với cái phần cầu này thì mọi người có thể là yên tâm để mà vượt trọng tải tầm 10 đến 12 tấn vô tư. À, những cái phần mà nội địa hóa ở trên cái chiếc xe này thì như tôi nói đó là hệ thống lốp này, hệ thống thùng này và hệ thống ắc quy. Thì tôi sẽ nói qua về cái phần hệ thống lốp nhá. Lốp thì nó đang sử dụng một cái hệ thống với cái cỡ lốp rất là to. 8.25R20, bán kính đa răng là 20. Chúng ta sẽ có được một cái độ bám đường nhất định khi mà chúng ta di chuyển. Đấy. Và lốp này thì nó cũng sẽ góp phần là chịu tải tốt hơn để có thể là cõng được tải nhiều hơn so với cả 8 tấn nguyên bản. Một chiếc xe tải 8 tấn ở cái phân khúc xe tải nặng 8 tấn này thì như tôi nói là tôi sẽ quan trọng rất là nhiều về cái phần khoang cabin. Nó có rộng rãi hay không? Nó có trang bị đầy đủ các cái tiện nghi, tiện ích để mà chúng ta sử dụng nó như là một ngôi nhà thứ hai hay không? Thì đối với cả cái sản phẩm đồng vàng D8 này, nó thiết kế một cái cabin làm tôi khá là hài lòng. Với một cái khoang cabin nó khá là rộng rãi và thoải mái, kể cả phần ghế lái này, thì khi mà chân ga, chân côn chúng ta đặt vào vị trí hoạt động này thì cảm giác ngồi nó vẫn rất là thoải mái. Và điều mà tôi thích ở đây đó là phần hệ thống giường nằm ở phía đằng sau này. Nó được trang bị thêm một cái phần hệ thống giường nằm ở phía đằng sau này để giúp chúng ta có thêm những cái giây phút, những cái thời gian và không gian nghỉ ngơi đấy, sau những cái giờ mà chúng ta lái xe nó căng thẳng, vất vả. Đó, đây là cái điều mà tôi rất là thích ở trên cái chiếc xe đồng vàng D8 này. Còn nhìn chung về những cái option ở trên xe thì nó cũng được trang bị khá là đầy đủ, rất đầy đủ chứ mà là khá đầy đủ. Hệ thống thì chúng ta sẽ có hệ thống kính chỉnh điện này. Hệ thống kính chỉnh điện này. Vô lăng thì đương nhiên là vô lăng trợ lực lái rồi, nhưng mà trợ lực lái ở đây là vô lăng trợ lực lái dầu. Đó, đây là cảm giác lái của trợ lực lái dầu, và so với trợ lực lái điện thì tôi vẫn thích hơn vì cảm giác đánh lái nó sẽ rất là đầm. Và trên cái vô lăng này thì chúng ta sẽ có rất là đầy đủ những cái tính năng dùng tăng giảm âm lượng của cái phần radio ở đây này. Đó, chuyển bài này, nó hệ thống còi này. Còi thì là còi đa điểm rồi. Và đặc biệt con này nó sẽ có hai chế độ còi cho mọi người nhá. Một là chế độ còi bình thường này. Đấy, còn chế độ còi thứ hai đây, khi mà kích hoạt đây thì chúng ta sẽ có hệ thống còi, đó là hệ thống còi hơi. Đó, mọi người thấy không? Khi mà chúng ta kích hoạt hệ thống còi hơi này lên thì chúng ta sẽ có một chiếc còi nó rất là to. Chúng ta sẽ không phải làm thêm bên ngoài nữa, nhà máy đã làm sẵn cho chúng ta rồi. Còn về hộp số thì như tôi nói ở phía dưới thì hộp số đã được rất là nhiều các cái đơn vị và các cái hãng xe nổi tiếng chuyên về tải nặng nó sử dụng. Đó là hộp số Wanija, sử dụng trên rất là nhiều những cái hãng xe nổi tiếng. Và hộp số này thì nó là hộp số 6 cấp với 6 số tiến và 1 số lùi, giúp chúng ta có thể là vừa di chuyển ở những cái khu vực là đường đèo, vừa di chuyển được ở những cái cung đường cao tốc mà vẫn đạt được cái vận tốc tối đa. Đó, đây là một cái ưu điểm của cái hộp số 6 cấp này. Đó. Còn về hệ thống ngồi ở trên xe thì theo trên giấy tờ, mặc dù là có thêm cái phần giường nằm như này, nhưng mà trên giấy tờ nó vẫn chỉ là 3 người thôi. Nên là trên xe tối đa chỉ được có 3 người thôi, kể cả ông có nằm hay không, có ngồi hay có nằm, thì chúng ta đều được phép tối đa trên xe này chỉ được 3 người thôi nhá. Mọi người chú ý cái phần này. Đó. Thiết kế 3 người mà khoang cabin này rất là rộng rãi, nên là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái không gian thừa ở đây. Đấy, ví dụ như ở cái phần ghế phụ nhá, thì chúng ta có thể là ngồi 2 người ở đây cũng được. Đó. Và nếu mà không ngồi thì chúng ta có thể là ngả cái phần này xuống, thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần để cốc này, hai phần để cốc này và một hộp để đồ. Đó, rất là tiện lợi ở đây. Không gian ở trên xe này thì phải nói là cực kỳ là rộng rãi. Và với cái phần không gian cabin rộng rãi như này, kết hợp thêm một cái hệ thống gương nó cũng khá là đạt tiêu chuẩn, dẫn đến là khi mình chúng ta di chuyển thì hầu như là nó sẽ không có điểm mù đối với cả sản phẩm đồng vàng D8 này. Đây là một cái điều lợi thế, rất là lợi thế. Ngoài ra thì nhà máy cũng có những cái đường nét chi tiết được mạ chrome rất là tinh tế ở đây, nó tạo điểm nhấn trên cái khoang cabin này, nhìn nó sẽ trang trọng hơn. Còn phía dưới này là các cái nút để điều chỉnh cái phần hệ thống điều hòa của chúng ta. Đó, điều hòa sẵn là điều hòa hai chiều nhá, một chiều nóng, chiều lạnh, rất là đầy đủ. Đây, phía dưới này chúng ta sẽ có thêm những cái cổng sạc 24V này, cổng sạc 24V, hai bên nó đều có, thì chúng ta có thể là sử dụng được rất là nhiều cái tính năng khác nữa trên cái sản phẩm xe này. Đó, hơi đáng tiếc một chút đó là hệ thống giải trí thì nó chỉ có đài radio ở đây thôi, nó chưa có màn hình Android. Cái này thì chúng ta sẽ phải làm thêm, hoặc là cũng mong những cái phiên bản sau này nhà máy sẽ có thêm những cái phiên bản là có sẵn màn hình để chúng ta sẽ sử dụng ngay lập tức, không phải đi làm thêm bất kỳ một cái gì cả. Đó, còn nói chung là với cái phần cabin này thiết kế khá là ổn, trang bị khá là nhiều option. Còn một cái tính năng nữa mà tôi quên chưa nói cho mọi người, đó là hệ thống phanh, hệ thống an toàn của trên xe này thì nó được trang bị một cái hệ thống phanh hơi lốc kê, hệ thống phanh cân bằng điện tử EBD, hệ thống phanh ABS 4 bánh
Và ngoài ra thì còn có thể cả thêm cả phanh cúpbo để chúng ta có thể là di chuyển đường đèo một cách an toàn hơn, hiệu quả hơn. Chi tiết về sản phẩm Đông Feng Đồng Vàng D8 vừa rồi mọi người đã được xem qua, và mọi người còn thắc mắc gì về sản phẩm mới nhất của nhà máy Villa Moto Đồng Vàng này thì mọi người có thể là liên hệ với tôi thông qua số hotline đặt dưới góc màn hình. Và tôi cũng sẽ bật mí một chút là giá của cái sản phẩm xe tải Đông Feng Đồng Vàng D8 này hiện tại nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 650 triệu quay đầu thôi. Đó, mọi người thấy cái mức giá này ra sao? Có hợp lý hay không? Mọi người hãy cùng góp ý xuống dưới cái phần bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.